Em cái chuột đi đo 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 rồi em. Cái tiền đấy. Là cái tiền nhá. Chữ tiền. Bình ơi. Ở đây cái gì mà? Lên. Tôi đẹp thế nhưng mà đấm rồi. Một cân cho nó được.
Có câu thêm không chị ơi? Đứng chân thì bà mới chịu nhiều đấy ạ. Này nó cắt vào nó cũng lấy. Ý là giờ cắt qua rồi nó vào nó mua hộ thôi. Bán đấy đúng không? Bị thanh ngon nữa, mướt nhà. Tay đi thằng đấy là còn đi cả. Lấy tiền nữa. Cái này 35.000 được, 37.000. Làm TikTok ở trên mạng á bà, làm video á. Em mua không? Đó là mày không mua nữa thì mày chấn lên người ta chứ. Có đi tập về khỏe mía là về nấu hết rồi.
chưa?
Thank you.
Không có đâu chú. Nói ra tổ chú nói chú mua chứ nói tại chưa làm gì có. Cơm vàng không? Cái cơm sữa đây. Cơm này cơm mè. Cơm mè. Đây đây làm cái bàn đó. Cơm mè. Ê, cái đó. Đó. Thank you.
chân.
Thank you.
cân rất là cao. Cái đạc cái đi cho bạn đi. Dạ. Tôi đang lấy ra đầu này em ơi. Đang mình cũng trông mong hết rồi. Ê, bà này cho em hàng các cái ghế cao. Mọi người chia nhà với ba chục quả. Gì đó đó. Quả gì quả kia? Sau riêng thì quay lên nè. Thank you.
giờ lấy 5 cân thôi. Ồ, hay. Chỗ đẹp từ nãy giờ, đẹp thế này lại gần 5 cân thôi. Không rồi, lại đắt. Thank you.
việc. Đói đâu? Mới ăn sầu riêng xong no này. Đi em ơi. Bảo rồi ở nhà sáng tác bài hát đi để hai chị em đi nghe ngon.
trầm cho chị trầm xem. Chống lên này Mực ngon thế nhỉ. May vào lưới này không sâu nhỉ. Sâu thì nắng.
ong kia, ong cũng nhiều ong ấy, may nó không châm mấy, chắc có thuốc sâu nó không châm mấy. Đi xuống đi nào, có đi mà. Mai có đi đây đây đây. Mẹ nó rồi. Thì phải ơi. Trời ơi, trời ơi. Đây hai con. Con cho nhà mua sao mà nhìn quanh mà người búa ra trong sâu nhá. Tao mới được đánh hai cái sao mày lại cho đẩy lên nước là 10.000 một ký đó. Bằng ký à? Để tao mua hai con thì hả? Hả tại đi mày, hả tại đi mày. Mua bên sao? Đấy mày bắt cả cái mũi lên cắt cái đường cờ. Chị Dân ơi, chị Dân còn hồi cơ hả? Mua cho cùi em với. Đấy, hồi cơ con lại mua mà. Con lên đi. Con lên đi. Con lên đi. Cái không được đúng với tay gì nó không được con này hai lăm ngàn hai ký mấy hai có yêu nhau là yêu thương nhiều nhất không mấy bữa bán nó nào hai mươi nghìn một ký mà hai ngàn ký mà cho bì cho nó xước bà, cho bì cho độ xước, được không? Cháu bì cho mất tiền chứ. Để xem được có xin đó. Nó đang ngồi bảng mà lại cặt hoặc cặt mà. Có củ cải ủng hộ đi bà. Cảm ơn. Đi bên. Tí nhưng mà nhiều cũng nhiều trái chứ không phải ít đâu. Chị mua sao? Bắt trái sao? Không ai nhận luôn. Mười ngàn cua rẻ nè. Ngồi một chỗ được à? Ở bên lắm đứng á em à. Ở quý mấy, mua liền ngay, mua cho. Mua vô. Bây giờ chỉ khoảng chưa được về.
Này còn có cái chén mua nha. Lỗ. Lỗ có sẵn rồi nha. 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 Nhà làm gì đâu? Nhà làm vương? Ông thợ làm kim mua cái chuyện này mua đồ ăn nhiều. Việc kia mà đi mua má cái đồ nhưng mà việc. Nghĩ là có phải không? Cái chỗ là bao nhiêu đấy thì chả quả nó sâu nên nó bỏ lỗ. Cảm ơn nha. Mua nhảy hôm nay mua 5 kg rồi. Cái gì trên trái gì ở đâu? 5 kg 25 ngàn rồi. 18 ngàn bạc. Chạy ra hình lẫn. Đi mua hả? Nhưng mà các phải ăn. Non mơn mở. Ai bán ổi đây? Một cơ điểm gái đây này bán ổi đi làm. Ừ. Cảm ơn nhá. Tớ mà biết bán hàng thì đầy. Nhưng mà bác bán hàng gì? Không bán hàng gì. Thật á? Chỉ bác quen thật. Cậu quê ở đâu? Giang. Giang cậu ở huyện nào? Cảm ơn nhá.
có bị hành khô không? Ăn sợ Thank you.
mai không? Chỗ gạch về làm xây chưa? Đến giếng chưa? Có bơ là sắp chín đến nơi không? Nó lên ít quả. Sao có bơ ăn rồi? Lên à, mạnh lên. Thôi chắc được rồi chị. Con này từ từ bình tĩnh nha. Hết mặt rồi. Hết mặt rồi. Thôi, còn nước rồi đấy. Nhanh thế nhỉ?